mình kéo qua đây. Đây chúng ta có những con, có cái con ngựa, con ngựa gỗ. Con ngựa gỗ đấy mọi người. Đây, chỗ đây là có những cái bông hoa chất động luôn. Đây, thì chúng ta cùng đi tiếp thôi hành trình. À, bên đây có rất nhiều những biểu tượng mọi người. Khu vực bên đây có rất nhiều biểu tượng luôn. Đây. Wow, quá ghê, quá ghê. Đây, xung quanh đấy toàn là những cái biểu tượng khó đỡ. Đây, biểu tượng gì đây? C. Biểu tượng khó đỡ. À, đây, bọn con đây. Wow, rất là nhiều những biểu tượng độc đáo. Chúng ta cùng tiến theo vào bên trong. Đây, dưới đường cầu mưa. Đây, đây. Và chúng ta sẽ cùng đi vào một nơi gọi là khu cấm địa.